Nếu các bạn có nhu cầu mua ạc Roblox, nạp Roblox giá rẻ, hãy truy cập roblox.shop, đường link mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Meowpeo. Hiện tại là video đã chính thức cập nhật phiên bản mới này. Mà thôi kệ đi. Bạn nào muốn theo dõi chi tiết cái phiên bản mới này thì đừng quên là 11 giờ trưa nay và 6 giờ chiều nay bạn ạ. Đó, tôi sẽ có cái video để làm chi tiết hơn về cái phiên bản mới này bạn ạ. Ok, ngày hôm nay mình tìm được cái map có tên là đâu rồi? Đây. Bác thoát khỏi thành phố Skidibi. Nhưng mà ở đây ghi là Persichep. Lạ lắm bạn ạ. ID là 278043550. Bạn tên là Imniga bạn ạ. Thoát khỏi thành phố Skibidi rất là mới này. Ngày 30 tháng 5 bạn ơi. Không biết là chơi nào. Ok, ngày hôm nay mình sẽ mở phòng để cho các bạn vào chơi chung với mình. Xem thử xem là bác thoát khỏi thành phố Skibidi này. Ôi, đỉnh người ta, xem là chơi như nào bạn ạ. Ôi dồi ôi, ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái chuyên ký ủng hộ mẹ bé bạn nhá. Ai đó, bé đó. Alo, bé đâu? Anh em được trong phòng đứng ngay do được rồi. Anh em cầm súng xịn thêm bạn nhìn này, súng bé béo bằng đứa không? Này, các bạn có súng của bé béo không? Ôi giời, bị xịn nữa. Anh em làm gì có súng của bé béo? Gây cho mưa chưa? Này, biết súng xịn chưa? Cái súng của tôi biết rồi chưa? Có thấy gì không? Thế mà này, bắn này. Ok, bác có tên là thoát khỏi thành phố Skibidi Toilet. Chúng ta bên này. Ok, bắn này, lên. Ôi ơi, chị thỏ bị gì đấy? Ôi, chị thỏ mắt mình cô te vậy. Ok, bắn này, lên em em. Yo, lên chuẩn bị bắn lắm hả? Thôi, gì mà lắm Skibidi ơi. Gì mà lắm Skibidi này rồi. Toàn là Skibidi bạn ạ. Trời ơi, nhiều Skibidi quá. Bắn đây. Ô, bắn đây. Thế này. Rồi, đông quá. Em dưới con này. Lag không bắn được mình ơi. Lag không bắn được rồi trời ơi. Ôi dồi ôi, nó lag không bắn được mình ạ. Ở đây vẫn còn SKIDIBI Toilet mình ơi, FPS 11. Ôi dồi ôi. Ông chủ map thiết kế của map ảo diệu vậy. Không biết là chủ map đã test map hay chưa hay là lag tê nữa. Ôi nhìn kìa, 9 FPS. Ôi rồi ôi, tôi cũng không biết tại sao. Biết vì sao lag rồi. Bởi nhìn này, quá là nhiều đạn này. Trời ơi, nhìn hôm này quá là nhiều đạn ở dưới, thành ra bị lag. Đúng rồi, cái này chủ map chắc không tính đến đúng không. Trời ơi nhìn này, cho một đống đạn này bạn nhìn này, ở dưới toàn đạn này, dưới này lag. Đúng rồi nhìn này không, toàn đạn này rồi ơi, nó lag bạn à. Ông chủ map không test map rồi bạn ơi, lag quá em em ơi. Ây à, lag quá. Ôi rồi ôi, lag về sao chứ như này. Ui, 6 FPS. Chúng ta đang chơi với Mr. Motion. Ok, lần này chủ map tác hại của việc không test map đã đăng tải bừa lên này đó. Chắc chắn tôi khẳng định luôn là chủ map chưa từng tự mở phòng và mở lên thông để cho mọi người vào chơi thì nó mới xảy ra hiện tượng này. Nếu như chủ map mà mở phòng và để mọi người cùng chơi để test ấy thì không có chuyện đến đâu bạn này, nó lag thế này chủ phòng biết ngay đúng không? Chẳng lẽ chủ phòng thấy lag, chủ phòng cố tình không sửa thì cái tội nó còn nặng hơn đấy. Cái tội biết mà không sửa nó còn nặng hơn cái tội là lỡ không biết. Không biết thì không sao, đây biết mà không sửa nó gọi là có vấn đề này. Tôi không biết là chủ map có biết cái hiện tượng lag hay không bên này. Trời ơi nó đi dần. Này bên này, tại sao các bạn chơi các bạn cứ để đạn nó văng ở bên này, đạn không này, bắn viên nào đạn nó văng ở bên đấy, bảo sao lag. Đúng rồi, ôi rồi ôi, cái này lag đúng rồi bên này. Anh em chỉnh lại cái đạn đi, các bạn phải chỉnh lại cái đạn chứ anh em không test bắp bên này chết rồi bên này. Ok, mới thử mở phòng 3 người thôi, mong là 3 người thì nó sẽ đỡ lag bạn ạ. Nói mở phòng 6 người mình cũng lag thôi, thật ra map này mở mấy người cũng lag thôi, nó bắn càng nhiều nó càng lag bạn ạ. Này ông chủ map không test chắc luôn chứ còn gì nữa. Alo các anh em thấy rõ nữa, các bạn đừng xài tiểu liên nhá, anh em đừng xài cái khẩu M451 là lag, đừng xài nhá, chỉ xài súng tiểu nhá, chỉ xài K98 nhá. Anh cất đi, các bạn cất khẩu cái đi. Nhớ nha, cất khẩu kia nó đã lag rồi, anh mở 3 người thôi tôi lag đó. Này bởi chủ map không test rồi, ok bắn rồi, chỉ xài bắn súng tỉa thôi, xài nó lag chứ bắn đi đạn thôi lag đó. Chứ bắn nhiều đạn quá nó lag bạn ạ, nó làm vai trưởng đó. Rồi. Bắn này. Cố gắng là bắn trúng quái này, bắn lệch quá bị đạn nó văng ngoài em. Này mở này. xài bình súng này thôi, mình cho đỡ nhiều đạn bạn, chứ xài súng kia các bạn sấy ra một đống đạn, càng chơi càng lắm thôi. Ok, này đề nghị ở chủ map mới test map nhá. Ok, lên anh em ơi, lên. Còn nhặt flash map gì đấy? Ủa, không biết là nhặt mấy cái flash bát để điểm gì mà ạ? Mình cũng chả biết nữa. Lên này bơi lên em ơi, vì lên đây. Thấy không? Chơi một hồi là bắt đầu nó làm đạn không? Khi mà càng nhiều đạn thì nó càng lắp rồi. Ồ, khi mà cái đạn này nó rơi ra ngoài đường càng nhiều thì nó càng lắp, bởi vì cái đạn này mất đâu. Nó cái đạn này nó không hề mất đi mà ạ. Nó lưu lại vĩnh viễn luôn, cho nên là càng bắn nó càng lắp rồi. Bỏ súng kia đi. Trời ơi, anh em ơi, đừng có xài súng tỉa nữa. Trời ơi, bảo không xài súng tỉa vẫn xài là sao? Nó lát với trưởng ngày lại mấy công đi set map rồi. Trời ơi, bảo như thế rồi vẫn còn xài bạn ạ. Nó lát với trưởng ra vẫn còn bắn súng tiệm. Ôi, rồi xong rồi lát rồi đi xem bạn ạ. Cái tên ở nói thế mà không nghe, trời ơi. Mà mình nó không cấm được bạn ạ, không cấm được cái súng đấy cơ. Đó, thế mới cay chứ. Bây giờ Minu bỏ cái cấm súng rồi nè. Rồi bây giờ mình muốn cấm cái khổ súng này. Không cấm được mà, không cấm được bạn ạ, muốn cấm không cấm được. Nó thế mới cay chứ. Alo, anh em đừng có xài khẩu tiểu liên đấy bạn ơi. Alo, nhấn mạnh là đừng có xài khẩu tiểu liên anh em ơi. Anh em cất rồi mới khổ đi, khổ cái cất đi lag với trưởng con đã. Thề luôn, đã bảo như thế rồi, chơi cái game này lag rồi cứ ngồi sấy, xong một đống đạn bay ra nó lag cười cái gì cười, thôi không cho bi quan chơi luôn. Bi quan đấy à, đấy thằng niềm bi quan thấy đúng không? À, đúng rồi. Đấy thằng bi quan là thấy đúng không? Nó như thế rồi vẫn thấy bạn ạ, cay tết ở. Đã lag thì tôi cái map này đã lag rồi, đừng có sấy. Bỏ cái khổ ấy đi. Nhớ là đừng có xài tiểu liên nhá anh em ơi. Chỉ xài khổ K98 thôi, đừng có xài tiểu liên. Cái sụp biến nó yếu, nó làm map này nó không bắn được rồi, mình đừng có xài tiểu liên nhá. Nhớ là đừng có xài tiểu liên này bạn ơi. Ôi, nó lag vãi chưởng ra. Đạn nó bị nó tụ lại đâu có bắn được đâu. Mà cái tiểu liên nam bé mà bắn có khi cả băng đạn nó chết một con nữa. Cầm khỏi được rồi, trời ơi. Mình chơi súng bắn tỉa thôi. Súng tỉa xài được rồi mình. Ôi, ok bắn rồi đó. Nhiều khi bắn súng tỉa không còn bệnh hơn bạn ạ. Đó, bắn súng tỉa bệnh phết này không. Ôi súng rồi. Mày ơi, bắn khỏe thế. Bắn đây bạn ơi, bắn đây bạn ơi. Ô, à bay được à? Nào. Mà bây cho cánh mà quên mất, bắt này cho cánh, bắt lại cho cánh mà. Ô, kìa thế, xuống ba anh em ạ. Xuống đây, yo. Lên. Bắn em, ok, pi quan nó rủ quá bạn ạ. Hay nè. Bắn em ơi, bắn con ba đầu trước này mẹ. Ok. Chủ map đề nghị là làm lại cái đạn đấy nhá. Sau dạo này mình thấy nhiều bạn cái đạn nó làm bị lỗi nữa. Không phải một map đâu, dạo gần đây mình thấy có mấy map liền các bạn đều bị làm cái đạn này lỗi này. Mà anh em mà chả tết thì cả bận đạn bắn nó văng đầy đường cái này. Chơi một thời gian đạn nó nhiều lag ngay. Ôi, cái đạn này nó lag lắm, nó gây lag lắm, đạn mà nó không mất lag đấy. Này bọn anh em chả tết bác gì cả, thế mà đã lag rồi, lạ thật bận ạ. Ảo ma thật đấy. Bắn nè, ôi, đông thế nhở? Thành phố này có tổng bao nhiêu con vậy? Thế á, con này nó ở sau tường không bắn được bắn ngay à? Bắn này, lên đây bơi, lên đây. Rồi. Súng này bắn chậm nhưng mà đam to mà, bắn chậm đam to nhiều khi bắn nhanh hơn là bắn nhanh đam bé chứ. Rồi xong pi qua này bao vây này. Súng em bị lát rồi bé, what the hell. Từ do là quái đứng gần này, do là quái bùa đông quá đấy, bay cao, bay xa xa, bay ra chỗ ít quái mà bắn được ấy, do quá đông quá mình cũng lát đó chứ. Bóp này map mày căng nha. Ok, lên bắn. Tôi đứng từ xa bắn mày ơi, từ đứng từ xa bắn trước là bắn ơi. Bên cái đừng ở gần bắn đấy, đúng rồi. Ok bắn ơi. Mình vừa thấy con Skibidi siêu to khổng lồ phía kia bắn lại. Ôi cái mắt này còn dài. À không, mắt này cũng không còn dài lắm nữa, hình như thế. Ơ, cái đầu Skibidi Toilet này không bắn được bạn ạ. Ủa, Ê, à bạn bấm được khó đấy, mà khó, bạn là khó đấy. Bấm được nhưng mà khó bạn ạ. Nha. Bấm với cái đầu chứ anh em ơi, bạn cái đầu kiểu gì đấy? Ok, bấm được đầu này. Ôi, cái đầu này khó gây đam nhờ. À, chà. Không biết có tổng có bao nhiêu con nữa bạn ơi, bắn mãi không xong này, khiếp thật đấy. Nha. Cái đầu cái nhìn đấy nhỉ, bắn này. Nó chứ không? À, phải chỉ lên trên này bạn à, ok đây rồi, ok. Đã tiêu diệt cái đầu bạn ạ. Ơ. Ôi. Bắn này. Ôi, không trúng à? Mình trúng chứ. Ê ơi, giải cứu Pikachu, Pikachu lên. Ok lên. Ổn rồi. Lên tràn này bạn ơi. Giải phóng thành phố bạn ơi, giải phóng thành phố khỏi SKIDIBI TOILET bạn ơi. Đầu bướng thế nở. Bắp này mở đông thì lát, mà mở ít thì khó. Đó. Muốn mở đông cũng không được bạn ạ. Mở đông thì đạn nhiều quá bị lát ngay. Buồn, mới cay chứ. Các bạn có trách thì trách chịu map nữa, đừng trách mày bèo. Đấy. Tại sao map bị lát chứ tôi đâu có muốn mở ít người đâu. Tôi cũng muốn mở đông người đâu. Các bạn thấy không? Lúc đầu tôi mở 10 người nhưng mà lag vãi trưởng. FPS có 4 có 5 thì chơi cái gì mà đi có không được, bắn cái gì. Ồ, thế là phải mở lại bạn ạ. Chứ đâu phải là không mở đâu. Hình như là xa quá bắn đại không được bạn ạ. Ơ, mắt này không mở tiệm à? Trong cửa hàng chẳng bán gì. Ơi à, cái thành phố này nó dài nó mức nào vậy? Ôi, không biết là cái thành phố này nó dài mức nào mà đi mãi không hết này. Ôi em bay đây, bay bạn ơi, bay đây, bay đây chứ cái mất cánh rồi. Ủa, mất cánh rồi à? Anh bị rơi mất cánh rồi. Có ai cầm cái cánh của anh không? À, ai bên đây là lag à? Bị lag, ok. Bay bạn ơi, ôi không bay được nhỉ? Ủa? Bay đây, bay lên mái nhà bạn ơi, bay đây. Tìm cần gạt ra mất tôi yêu, tìm đâu ra cần gạt bây giờ? Ôi, mất tìm cần gạt các bạn nào mất tôi yêu, lấy đâu cần gạt ở đây? Trời ơi, thật luôn. Nếu như map này phải vào nhà tìm cần gạt bạn nào, ôi rồi ôi. Một con vào nhà tìm một cần gạt nó làm thế này. Sao không sao hết. Nhớ. Ơi, mấy bạn thử vào nhà. À, ôi, ở trên này bay à, ở trên nóc nhà kìa. Có bắc cua gì này. À, nhưng mà sao lên được? Lên kiểu gì? Sao lên? How to bay lên? À, hình như có đường. À, hình như là có đường vào bên trong nhà mấy đứa ơi. Hình như là có đường vào bên trong nhà này. Hình như mà có đấy nhưng mà không biết vào một kiểu gì bạn ạ. Thế này, có cổng còn một cửa vào này. Đúng rồi, ok đánh vào thôi. Ơ nhưng mà vào lại không có cửa lên. À, có không có. Vào nhưng mà không có cầu thang đi lên. Ảo ma nhở. Là như nào? Chưa hiểu lắm các bạn ạ. Ok, một map chơi đến đây thôi. Mong rằng là chùm bác là chỉnh sửa lại cho đỡ lát chứ. Tôi mở pha 3 người là còn lâu còn lát bạn ạ. Chứ mở ít đông người là chịu đấy. Mà còn không dám xài tiểu liên. Chứ xài tiểu liên chắc là bay luôn cả cái máy tính của mình bạn ạ. Ok, map thì thật ra chơi cũng ok. Nhưng mà tự nhiên nó bị lát, nó bị lỗi đạn làm mình này. Bắn ra đạn này này. Bắn đạn là nó bị lỗi đạn này này. Đạn này. Đó, thế này. Thế này chơi một hồi xong rồi lag ngay bạn ạ. Ok, mong rằng chủ map có thể chỉnh sửa lại cái map này nhá. Thì mình nghĩ là khá là ổn đấy. Ok, video xin phép được kết thúc thôi các bạn. Có cái đó gì muốn mình bé nào rồi nữa thì hãy để lại bình luận dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.